Chào mọi người đang xem video trên kênh Tâm Tử nha. Thì video này là video giải đáp thắc mắc và chia sẻ cho các anh chị em nào chưa biết cái cách giải quyết cái vấn đề khi mà chúng ta xem video trên kênh YouTube ha, đối với cái dòng TV Asanzo này mà nó bị giật, bị lắc ha, thì cách xử lý như thế nào? Thì anh chị em nào quan tâm mà chưa biết mời xem video nha. Thì đây là ứng dụng xem YouTube đối với dòng TV Asanzo này. Khi mà chúng ta xem một cái video trên kênh YouTube mà nó bị giật lắc thì có rất nhiều nguyên nhân ha. Có thể kể đến là do đường truyền mạng của chúng ta có vấn đề ha, kết nối wifi kém, và cái nữa là cái cấu hình của cái TV Asanzo hiện tại mà anh chị em đang sở hữu có thể nó chưa đáp ứng được ha. Thì đây, bỏ qua hết những cái vấn đề đó, chúng ta chú trọng vào cái vấn đề làm sao để khắc phục ha, cái tình trạng mà khi nó bị lắc giật, cụ thể là làm như thế nào thôi. Thì bây giờ Tâm sẽ phát một cái video ngẫu nhiên. Thì khi cái video nó đang phát như này, anh chị em sẽ dùng cái remote ha, chúng ta chú trọng đến cái năm cái nút nhấn này ha, bốn nút lên xuống, qua trái và phải, và một nút enter giữa để di chuyển vào sáng. Thì chúng ta di chuyển vào sáng đến cái mục mà chúng ta cần. Thì trong trường hợp này anh chị em cần chú trọng đến một cái mục ở trên cái thanh phát ha. Thì đó có một cái dòng HQ đầu tiên, dòng phía bên dưới anh chị em ha, dòng HQ đầu tiên. Thì chúng ta sẽ di chuyển cái điểm sáng đến đó và chúng ta chọn enter vào đó. Thì cái bảng này là cài đặt phát lại ha. Thì trong này chúng ta sẽ có bốn dòng, và anh chị em chú ý dòng đầu tiên là cái phần định dạng video cho Tâm. Thì cụ thể hướng dẫn tiếp theo đây sẽ chia sẻ với anh chị em cái cách mà chúng ta thay đổi độ phân giải cho cái video này. Thì đối với cái định dạng video này, anh chị em nhìn trong này nó có rất nhiều định dạng, chúng ta chọn từ cao đến thấp ha. Thì chúng ta cũng chọn cách nào đó tùy theo cái cấu hình máy của chúng ta và cái hiện tại cái video đó phát nó có bị giật lag như mức độ thế nào. Thì dòng đầu tiên nhất là 1080 ha. Anh chị em chú ý cái đuôi AVC, AVC cuối cùng á. Thì theo Tâm trắc nghiệm thì Tâm thấy những cái video này nó đa phần nó hỗ trợ cái đuôi AVC ở cuối ha. Còn những cái VB9 thì nó không hỗ trợ anh chị em ha. Để đỡ mất thời gian cho anh chị em thì Tâm cũng nói luôn. Thì cái vạch chấm sáng nó đang ở cái dọc nào, tức là cái định dạng video mà chúng ta đang chọn. Thì hiện tại nó đang ở 1080 ha. Thì cái độ phân giải cao nhất. Thì khi anh chị em chọn cái độ phân giải cao nhất thì nó sẽ cái độ nét video nó cao, và vào đó thì nó cũng làm cho cái dung lượng bộ nhớ của cái máy chúng ta hao tốn nhiều hơn. Do đó là khi mà gặp những cái đường truyền mà chậm và những cái cấu hình máy hơi yếu chút thì nó sẽ gây giật lag là chuyện bình thường. Thì để khắc phục tình trạng đó thì chúng ta có thể vào trong cái bảng này. Chúng ta sẽ chọn cái định dạng ha. Hiện tại là nó 360 ha, 360p đó. Thì lưu ý các anh chị em là cái độ phân giải của nó từ 3720 ha, 720p đổ lên trên, tới đổ lên trên thì nó sẽ là độ phân giải của HD. Thì thường là chúng ta xem những cái video có chuẩn hỗ trợ HD đó, thì anh chị em xem những cái video đó hình ảnh nó rõ nét hơn ha. Còn những cái video mà chuẩn HD thì nó hình ảnh nó không rõ nét hơn là điều đó là chắc chắn này.